Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2024. Hôm nay thì nhà em đã về hàng, đó là pin lithium 33140 dành cho việc đóng pin của xe điện thay thế cho các bình ắc quy trì. Hiện tại thì pin này hôm nay bên em về được là hơn 1.000 viên. Mỗi một thùng này là 80 viên nhé. Em có hai loại, là loại chân đồng và chân kẽm. Đấy. Chân đồng thì bác nào mà mỏ hàn công suất lớn thì công suất là 250W trở lên. Những cái mỏ hàn mà cầm tay, mỏ hàn sung 250W ấy, thì các bác lên Shopee mua nhé. Đấy, mua trên Shopee và giá nó dao động khoảng từ 250.000 đến 350.000 một cái mỏ hàn. Đấy, thì những cái mỏ hàn đấy về mọi người sẽ hàn được cái này. Đấy. Thế còn với những bác nào mà có máy hàn chuyên dụng thì mình không nói, mà chủ yếu là mọi người mua về là để hàn tay, như em bán chủ yếu là mọi người mua về là tự hàn. Những bác nào mua về tự hàn mà mỏ hàn kém, mỏ hàn 100W, 150W, 60W, 90W thì lên mua cái loại chân kẽm như này, nó dễ hàn hơn này. Đấy. Cái chân kẽm này thì người ta đã bắn kẽm laser vào đây cho rồi. Đấy. Đây. Đấy, chân kẽm này. Đấy. Chân kẽm tức là người ta đã hàn bằng máy hàn laser, là hàn cái kẽm bên đây rồi. Thì các bác chỉ cần mồi thiếc vào đây thôi là nó ăn. Đấy, nó rất là dễ hàn. Thì những cái mỏ hàn công suất yếu thì là chúng ta sẽ hàn được. Còn cái mỏ hàn công suất cao thì mới hàn được cái này nhá. Hàn cái cell pin này thì bắt buộc nó phải có hai thứ, một là nhựa thông, hai là chất trợ hàn. Chất trợ hàn thì nó chỉ khoảng 15.000 một lọ thôi, các bác có thể mua trên Shopee. Bên em thì em không bán, nhưng mà nó có hai phương pháp, một là hàn bằng nhựa thông hoặc là mình sử dụng chất trợ hàn. Đấy, còn một thông thường thì những cái mỏ hàn công suất lớn thì hàn nó sẽ ăn ngay mà. Ví dụ em đang chạy mỏ hàn là 300W. Hàn ngon lắm, hàn bằng dây. Dây em sử dụng dây 4 ni. Thế là mình hàn vào là được. Đấy là với những bác nào tự hàn nhé. À, giá bán đợt này của bên em thì giá vẫn bình ổn, đó là 100.000 một cell. 100.000 một cell. Cell đây. Đấy, một thùng của nó như này, một thùng có 80 cell nhé. Bác nào mua theo thùng thì giá theo thùng là 95.000. Và phải mua nguyên theo thùng nhé. Đấy, bên em gửi nguyên theo thùng thì là 95.000 một xe. Còn bác nào mua lẻ thì là 100.000 một xe. Còn bác nào mua 5 thùng thì giá nó sẽ mềm hơn một chút xíu, nhưng mà nó chỉ xê dịch được một vài nghìn thôi. Đấy. Xe thì bên em có hai loại là kẽm và đồng, giá tiền là bằng nhau nhé. Kẽm cũng thế mà đồng cũng thế. Còn về bản chất thì để hàn cái kẽm này vào thì sẽ phải mất thêm 200 đồng tiền công hàn. Tiền công hàn và tiền kẽm là nó lệch nhau là 200 đồng thôi, 200 con ấy. Đấy, nên là khi bán giá thì bên em bán đồng giá, ai thích lấy kẽm cũng được mà ai thích lấy đồng cũng được. Ở giá bán bên em thì nó đã kèm khung nhựa nhá. Đây, khung nhựa đây. Hiện tại thì tổng kho là có là 10.000 viên. Đấy. Còn hiện tại ở kho của em đây em lấy có 1.000 viên thôi. Đấy, hết thì lại lấy, bởi vì mình mang về nhiều thì nó đọng vốn thì cũng không 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 xử lý giải quyết được gì cả. Đấy. Còn kho về là tất cả là được 10.000 viên. Tất cả là mua các cái pin bên em bán là nó có kèm cái khung này rồi. Đấy. Các bác ví dụ bác nào đóng xe 48V, 48V thì chúng ta sẽ đóng là 16 cell hoặc 15 cell. Đấy, và đóng 15 cell thì nó là 15A, còn nếu mà đóng 32 cell thì nó thành 30A. Đấy. Còn hệ 60V thì sẽ đóng là 20 cell hoặc 19 cell. Đấy, 19 cell thì là chúng ta sẽ không phải thay sạc, còn nếu đóng 20 cell thì sẽ phải thay sang một cái sạc mới. Đấy, cái sạc là sạc của 20 cell. Thế còn bác nào mà đóng 60V 30A thì chúng ta sẽ đóng là tất cả là 40 viên. Đấy. 40 viên thì cứ 20 viên nối tiếp nhau. Thành như vậy. Đấy. Thì ngoài cái pin 33140 này thì bên em còn một cái loại nữa là pin EVE nhé. EVE hôm nọ về thì được 4 thùng đó. 4 thùng em bán cũng vãn rồi. Hôm nay thì có thêm được mấy thùng nữa thôi. Dòng EVE này thì em cũng không biết nó là số bao nhiêu, nhưng mà đại loại là nó to. Dung lượng của nó là 20A. Cái này thì nó sẽ phù hợp cho bác nào đóng cái xe 48V ấy. Các cái xe rẻ tiền, xe điện rẻ tiền 48V thì chúng ta chỉ cần mua 15 viên thôi. Thế là về các bác đóng vào với cả một cái mạch BMS 800. Mạch BMS 800 15S. Đấy, các bác đóng vào. Đấy, thì là sẽ chạy cho cái con xe 133S ấy. Đây. Đấy. Cái cell này là cell EVE nhá, dung lượng là 20 Ah.
Tất cả những xe nhà em đang bán là mới 100%, chưa qua sử dụng nhá. Đấy, còn như thế nào là mới thì em quay qua cho các bác luôn. Đây, xe mới và xe EVE đây là cũng được hàn cái đầu kẽm rồi nhá. Tất cả hàn đầu kẽm cho nó dễ hàn. Đấy. Thế còn xe 33140 này, đây. Mới thì các bác để ý là cái đầu đồng này này, đầu đồng này là nó chưa bị hàn, chưa bị trà, chưa bị mài nhá. Còn nếu hàng tháo khối thì nó sẽ bị trà và nó sẽ mài đi. Còn thỉnh thoảng cái đầu đồng này nó có cái đốm này là do cái thùng xeo để trong đây nó, tại vì miền Bắc nó có cái mùa lồm ẩm ấy. Nên là các cái thùng xeo nó sẽ bị ẩm dẫn tới là cái phần đồng này nó hơi xỉn màu một chút xíu. Đây các bác có thể thấy này, đấy nó hơi xỉn màu một tí nhá. Đây, xeo thì nó sẽ có một cái lỗ, cái miếng xanh xanh như thế này. Ở giữa miếng xanh nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhá. Cái này nó tùy từng lô nhá, lô có lô không. Đấy. Đây. Đấy. Còn đầu này là đầu người ta bịt laser. Với những cái loại xeo mà ở chỗ này nó có cái lúm nhựa ấy, xeo đấy là có thể là xeo cũ, xeo tháo khối. Thì người ta đổ lại axit thì người ta sẽ đổ một chút keo trên đây. Đấy. Thế còn nó hàn laser kín như thế này thì là xeo mới này. Đấy. Xe bên em thì đợt này thì nó sẽ không ghi cái số 15AH lên đây nữa, mà nó chỉ ghi là 48 Wh thôi nhé. Nó không có số 15 trên này nữa. Đấy. Trên thân nó cũng có một cái mã vạch đây. Đấy. Dung lượng thì tất cả các xe đã được test sẵn này. Quả này là 15AH này. 15.001 này. Đấy. Đây, hoặc xe này là 15.279 mA này. Đấy, nói chung là có sale nhiều sale ít đây. Sale này là 15.306. Sale này là 15.290. Đấy nó về dung lượng của nó. Đây, còn đây là quả pin để em so sánh với quả EVE với cả quả 33140 nhá. Đấy, quả EVE thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà nó to hơn. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy. 33140 này. Còn cái quả kia là nó to hơn nhưng em không biết mã của nó là mã gì. Đây là xe EVE. EVE thì nó có dập đầu dương đây. Đầu dương đầu có cái lúm xanh. Còn đầu còn lại là đầu âm nhá. Đầu dương nó có cái lúm xanh xanh này. Thì là đầu dương. Đó là cái xe, xe điện. Bác nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ theo số điện thoại là 098 700 6938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Bác nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.